Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thời gian qua nhiều vụ án mạng đau lòng đã xảy ra, chủ yếu xuất phát từ những nguyên nhân xã hội gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ, tức giận nhất thời, không kiềm chế được bản thân mà các đối tượng đã gây nên những hậu quả rất đau lòng. Như vụ án mạng mới đây ở Đắk Lắk, chỉ vì bực tức con trai thường xuyên xin tiền để đi ăn chơi, nhậu nhẹt, chửi bới, nên người mẹ đã dùng búa sát hại con trai tử vong khi đang ngủ. Vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắc cho biết đã dẫn giải bà Hát Mỉm Nie, 54 tuổi, về lại nhà ở xã Iatun, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắc để thực hiện điều tra về hành vi dùng búa sát hại con trai. Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 5 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắc tiếp nhận tin báo về việc anh Y Khai Nie, 27 tuổi, ngụ tại xã Iatun tử vong tại phòng ngủ, không rõ nguyên nhân. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm nạn nhân và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định đây là vụ án mạng và đối tượng tình nghi chính là mẹ nạn nhân. Sau khi lo xong đám tang cho con, được sự vận động của lực lượng công an, ngày 7 tháng 3, bà Hờ Mĩm Nie đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi sát hại con trai. Theo lời khai của bà Hờ Mĩm Nie, những năm qua, anh Y Khai Nie lười lao động, ham chơi, nhiều lần xin tiền mẹ và các thành viên trong gia đình để đi nhậu với bạn bè. Nếu không xin được tiền, anh Y Khai Nie phá đồ đạc trong nhà gây thương tích và đe dọa các thành viên trong gia đình. Khoảng 2 giờ dạng sáng ngày 5 tháng 3, sau khi đi nhậu về, Y Nie xin 5 triệu đồng để đi ăn chơi. Nhưng bà Hát Mỹm Nie trả lời không có. Lúc này, Y Nie chửi bới và đe dọa sẽ sát hại bà Hờ Mỹm Nie. Khoảng 2 phút sau, không thấy mẹ nói gì, Y Nie về phòng nằm ngủ. Bực tức vì nhiều lần bị người con ngỗ ngược xin tiền, bán cả xe máy của gia đình để tiêu xài không chỉ vậy y nie còn thường xuyên đe dọa trừ khử mình nên bà hờ mỹm nie nảy sinh ý định sát hại đứa con ngỗ ngược này để thực hiện hành vi bà hờ mỹm nie đã đi lấy một chiếc búa sang phòng của anh y nie đang ngủ lúc tới cửa phòng bà hờ mỹm nie đứng nhìn con ngủ rồi bật khóc tuy nhiên sau khi nghĩ lại những hành động mà con trai gây ra bà hờ Mỹ nie đã đi tới dùng búa ra tay sát hại khiến anh y nie tử vong tại chỗ theo người nhà nạn nhân cho biết, Ikai Nie nghiện rượu nặng gần 10 năm nay và thường xuyên xin tiền tấn công gây thương tích cho cha mẹ và người thân trong gia đình. Trước đó, Ikai Nie đã đến xin tiền chị gái là Hờ Luis Nie, nhưng chị này không cho, cũng bị Ikai Nie gây thương tích dù chị đang mang thai. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định tuy nhiên qua vụ án trên cho thấy đối tượng gây án có trình độ nhận thức kém thiếu kiềm chế dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho chính mình và người khác vì vậy mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trang bị kỹ năng sống cần bình tĩnh kiềm chế khi xảy ra mâu thuẫn bất đồng trong cuộc sống và tìm cách giải quyết thỏa đáng để tránh những hậu quả đáng tiếc đau lòng xảy ra từ đó đóng góp tích cực vào việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương Liên quan vụ việc người mẹ dùng búa sát hại con trai ở Đắk Lắk gây xôn xao dư luận vừa qua, nhiều người tỏ ra xót xa cho bi kịch của một gia đình từng hạnh phúc, đồng thời không khỏi thắc mắc, với hành động sát hại con trai tử vong thì liệu người mẹ này sẽ phải đối mặt với hình phạt nào. Liên quan đến vấn đề này, quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Cụ thể trong bài viết với tiêu đề Người mẹ dùng búa sát hại con trai đối diện hình phạt nào đăng tải trên báo Kinh tế và Đô thị ngày 26 tháng 3, luật sư Đặng Văn Cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho rằng đây là một bi kịch đau lòng khi người mẹ đã ra tay sát hại con ruột của mình. Cơ quan tiến hành tố tụng cần xem xét làm rõ tinh thần của người phụ nữ này để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Nếu tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật của nạn nhân thì có thể chuyển tội danh sang tội sát hại người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh để giải quyết cho phù hợp với quy định của pháp luật. Đây là một trong những vụ án đau lòng mà hung thủ gây án lại chính là mẹ của nạn nhân. Điều đáng chú ý, lý do gây án là những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng kéo dài của nạn nhân đối với người mẹ và những người thân trong gia đình. Đây là nguyên nhân động cơ phạm tội của người phụ nữ này đồng thời là yếu tố tác động lên tinh thần của đối tượng gây án bởi vậy trong quá trình điều tra làm rõ hành vi phạm tội cơ quan điều tra cũng cần làm rõ mặt chủ quan của tội phạm trong đó có yếu tố lỗi động cơ mục đích trong vụ việc này với kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân với những dấu vết để lại trên hiện trường của vụ án lời khai của người làm chứng và lời khai của người phụ nữ là nghi phạm của vụ án thì đã rõ mặt khách quan của tội phạm đó là hành vi hậu quả và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả. Hành vi được xác định là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng của người khác. Tuy nhiên, theo luật sư Đặng Văn Cường, để xác định hành vi này cấu thành tội phạm là tội danh nào thì cần làm rõ mặt chủ quan của tội phạm là lỗi, động cơ và mục đích để xác định chính xác tội danh là tội sát hại người hay tội sát hại người trong trạng thái tinh thần để bị kích động mạnh. Theo quy định của pháp luật, hành vi tước đoạt trái pháp luật tính mạng của người khác là hành vi sát hại người. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định trong trường hợp nạn nhân thực hiện hành vi trái pháp luật nghiêm trọng gây kích động mạnh đến tinh thần của người khác, khiến người bị kích động mạnh về tinh thần đã thực hiện hành vi thiếu kiểm chế, thiếu kiểm soát dẫn đến tước đoạt tính mạng của người đó thì sẽ có tội danh riêng, đó là tội sát hại người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo Điều 125 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Nào là tinh thần kích động mạnh là vấn đề phải làm rõ để giải quyết đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tinh thần bị kích động mạnh không chỉ là kích động tức thời do bực tức mà cũng có thể là do bị đè nén bức xúc kéo dài cụ thể hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn tình tiết tinh thần bị kích động mạnh như sau tình trạng tinh thần bị kích động là tình trạng người phạm tội không hoàn toàn tự chủ tự kiềm chế được hành vi phạm tội của mình nói chung sự kích động mạnh đó phải là tức thời do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân gây nên sự phản ứng dẫn tới hành vi sát hại người. Nhưng cá biệt có trường hợp do hành vi trái pháp luật của nạn nhân có tính chất đè nén, áp bức tương đối nặng nề, lặp đi lặp lại, sự kích động đó đã âm mỉ, kéo dài. Đến thời điểm nào đó, hành vi trái pháp luật của nạn nhân đã tiếp diễn làm cho người bị kích động không tự kiểm chế được. Nếu tách riêng sự kích động mới này thì không coi là kích động mạnh nhưng nếu xét cả quá trình phát triển của sự việc thì lại coi là mạnh hoặc rất mạnh hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người phạm tội hoặc đối với người thân thích của người đó tuy làm cho người phạm tội bị kích động mạnh nhưng nói chung chưa đến mức là phạm tội nếu hành vi trái pháp luật đó trực tiếp xâm phạm tính mạng sức khỏe hoặc lợi ích hợp pháp của người phạm tội hoặc người thân thích của người phạm tội hoặc của xã hội đã cấu thành tội phạm thì hành vi chống trả lại gây thiệt mạng người có thể được xem là trường hợp phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Để có thể xác định tinh thần của người phạm tội có bị kích động mạnh hay không và để phân biệt giữa kích động và kích động mạnh cần xem xét một cách khách quan toàn diện các mặt thời gian, hoàn cảnh, địa điểm, diễn biến, nguyên nhân sâu xa và trực tiếp của sự việc, mối quan hệ giữa nạn nhân với người phạm tội, trình độ văn hóa, chính trị, tính tình, cá tính của mỗi bên. Mức độ nghiêm trọng của hành vi trái pháp luật của nạn nhân, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân với tình trạng tinh thần bị kích động mạnh của người phạm tội. Bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ làm rõ diễn biến chuỗi hành vi của bị hại và của bị can để xác định hành vi của người bị hại có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hay không. Hành vi trái pháp luật của người bị hại đã tác động đến tinh thần của bị can và những người khác như thế nào? Nếu hành vi trái pháp luật nghiêm trọng diễn ra nhiều lần, kéo dài, khiến cho bị can bị áp lực, tinh thần bị dồn nén, dẫn đến ảnh hưởng đến việc nhận thức và điều khiển hành vi thì có thể chuyển tội danh sang điều 125, tội sát hại người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh để xử lý cho đúng tội, thể hiện sự khoan hồng nhân đạo của pháp luật. Như vậy, nếu người mẹ sát hại con trai trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh thì người phụ nữ này sẽ phải chịu mức hình phạt cao nhất có thể tới 3 năm tù. Còn trường hợp kết quả điều tra không đủ căn cứ để xác định tinh thần của bị can là kích động mạnh sẽ xử lý theo điều 123 Bộ luật hình sự thì cũng phải xác định người bị hại có lỗi một phần và khung hình phạt có thể xử lý là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Thưa quý vị, đây quả thật là một vụ án mạng đau lòng khi mà hung thủ gây án lại chính là mẹ của nạn nhân. Vì vậy, cơ quan tiến hành tố tụng cần xem xét làm rõ tinh thần của người phụ nữ này để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, những thông tin mới nhất liên quan đến vụ án đau lòng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.